Xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe và thuận lợi. Hôm nay Hoài Danh xin chia sẻ nguyên tắc 13 trong 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo của John C. Maxwell. Nguyên tắc 13 là nguyên tắc tái tạo, đào tạo lãnh đạo bằng một nhà lãnh đạo. Trong những buổi diễn thuyết của mình về nghệ thuật lãnh đạo tổ chức năm nay, tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò nhằm tìm ra yếu tố thúc đẩy những người muốn trở thành lãnh đạo. Kết quả tôi có được như sau: họ trở thành lãnh đạo như thế nào? Năng lực tự nhiên là 10%, kết quả từ khủng hoảng là 5%, ảnh hưởng bởi một lãnh đạo khác là 85%. Nếu bạn dành thời gian suy nghĩ về những tác nhân cơ bản trong nghệ thuật lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ không ngạc nhiên với những chỉ số này. Thực tế đúng là chỉ có một số ít người bước lên vị trí lãnh đạo do tổ chức của họ gặp phải khủng hoảng và họ buộc phải làm công việc ấy. Một nhóm nhỏ khác được tập hợp bởi những người được thừa hưởng năng lực lãnh đạo tự nhiên và họ nhận ra họ có thể lãnh đạo được tổ chức bằng chính con đường riêng của họ. Nhưng hơn 80% nhà lãnh đạo có được phẩm chất lãnh đạo bằng ảnh hưởng được tạo dựng thông qua việc học hỏi những người giàu kinh nghiệm. Điều đó có thể xảy ra theo quy luật của nguyên tắc tái tạo. Nó dẫn đến việc một nhà lãnh đạo bồi dưỡng, phát triển và tạo dựng nên một nhà lãnh đạo khác. Rất nhiều người dẫm lên dấu chân của họ. Trong các cá nhân tôi tiến hành khảo sát, có 1/3 là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh và 2/3 là những nhà lãnh đạo thuộc lĩnh vực tôn giáo. Nhưng kết quả hoàn toàn giống nhau trong bất kỳ môi trường lãnh đạo nào. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy nguyên tắc tái tạo xảy ra trong lĩnh vực bóng đá. Bạn có biết đường hướng phát triển và đào tạo của một nửa các huấn luyện viên trưởng của NFL năm 1998 đều mang dấu ấn của hai huấn luyện viên chuyên nghiệp trước đó, Bill Walsh và Tom Landry. 10 huấn luyện viên trực thuộc NFL đã dành hàng năm hoặc thậm chí lâu hơn để làm việc cùng với huấn luyện viên Bill Walsh, người đã 3 lần giành ngôi vô địch Super Bowl hoặc cùng những cộng sự xuất sắc do chính ông đào tạo. 5 huấn luyện viên NFL cũng được Tom Landry, người 2 lần giành chiến thắng Super Bowl, trực tiếp đào tạo hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng thông qua người trợ lý đã học hỏi được rất nhiều ở ông. Gần như tất cả những huấn luyện viên thành công ở NFL đều đã dành thời gian làm việc với những lãnh đạo giỏi. Họ đã chỉ bảo và làm gương cho những huấn luyện viên này. Thêm vào đó, những huấn luyện viên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những huấn luyện viên như Walsh hay Landry được kể đến như Dave Quanstep cũng đã mang đến 2 chức vô địch Super Bowl. Jimmy Johnson và các huấn luyện viên trưởng Bill Cowher và Tony Dungy cũng đã có một khoảng thời gian đầy ấn tượng cùng với Marty Schottenheimer ở Kansas, một lãnh đạo gây dựng và phát triển, bồi dưỡng cho một lãnh đạo khác là điều rất cần thiết. Có người áp dụng, có người không. Trong chương nguyên tắc tôn trọng, tôi đã giải thích rằng mọi người có xu hướng tự nhiên tuân theo nhà lãnh đạo nào mạnh mẽ, giỏi giang hơn bản thân. Tương tự, chỉ có những nhà lãnh đạo mới có khả năng phát triển và gây dựng nên nhà lãnh đạo khác. Mọi người không thể cho người khác thứ mà họ không có, và những người chỉ biết tuân thủ thì đơn giản là không có tiềm năng để phát triển thành lãnh đạo. Nhưng cũng không có nghĩa một người đã là nhà lãnh đạo phải nhất thiết mở rộng phát triển những nhà lãnh đạo khác. Khác với những huấn luyện viên Bill Walsh, George Schaefer hay Tom Landry thì Vince Lombardi cũng là một huấn luyện viên lỗi lạc và là nhà lãnh đạo theo cách riêng của mình, nhưng ông đã không xây dựng hay đào tạo bất kể một huấn luyện viên giỏi nào để đi theo vết chân của ông. Tại sao nhà lãnh đạo nào cũng phát triển những nhà lãnh đạo khác? Có rất nhiều lý do. Đôi khi họ không nhận ra những giá trị to lớn trong công cuộc phát triển lãnh đạo. Tôi sẽ nói kỹ hơn trong nguyên tắc phát triển bùng nổ. Có người thì tập trung chú ý quá nhiều tới những người tuân thủ, trao cho họ quá nhiều, đến nỗi chẳng còn gì để lại cho những người cốt cán. Tôi ngờ rằng Vince Lombardi là một trường hợp tương tự. Còn trong các trường hợp khác, có thể chỉ vì lý do sợ mất an toàn, nguyên tắc chia sẻ quyền lực đã chỉ ra rằng chỉ những nhà lãnh đạo chắc chắn, không âu lo mới có thể gia tăng sức mạnh cho người khác. Khi còn nhỏ, bạn đã bao giờ chơi trò chơi đi theo thủ lĩnh chưa? Tôi đã chơi trò chơi ấy, thậm chí sau đó tôi còn muốn làm thủ lĩnh. Bạn có còn nhớ bạn đã phải làm gì khi đứng ở đằng trước trong trò chơi ấy không? Bạn có nhiệm vụ là cố gắng làm cho những người theo bạn làm sai rồi bắt họ và đẩy họ về phía đằng sau theo cái đuôi của bạn. Cũng giống như khi chơi trò chơi nhảy ngựa trong sân bóng rổ, bạn phải ném bóng thật khó sao cho người khác không thể làm theo. Và nếu bạn giống tôi, bạn có sân ở nhà và bạn ném trái bóng mà những đứa trẻ khác không thể làm theo, bạn có thể chốt hạ được trò chơi. Vấn đề của trò chơi đi theo thủ lĩnh là chiến thắng. Bạn phải chiến thắng những người khác. Đó là con đường ngược chiều với con đường xây dựng những nhà lãnh đạo.